Phan Trinh ngon nỗi thả thính nhật ba quả yếu ở hậu trường Trường Ca Hành, còn lâu mới thắng Triệu Lộ Tư. Nam chính Trường Ca Hành được đánh giá là có nhiều sự trưởng thành ở vai diễn mới nhất. Sau khi thuyền ba tư của Trường Ca Hành bắt đầu ra khơi, có lẽ nam chính ngô lỗi của chúng ta cũng không thể ngồi im nhìn phụ nữ hững tay trên mà đã bắt đầu phản công rồi. Trong hậu trường của bộ phim, cặp đôi chính đã có những khoảnh khắc tương tác với nhau vô cùng đáng yêu. Ngô lỗi đã rất ra dáng một chỗ dựa vững chắc cho địch lệ nhiệt ba, khi thì bồng bế, khi lệ kéo cô nàng chạy trốn khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên phân cảnh nam chính Trường Ca Hành vén chiếc màn che người thương một cách vô cùng dịu dàng đã lọt vào mắt xanh của cộng đồng mạng, khiến ai nấy cũng phải đứng ra đòi công bằng cho chị đẹp. Tém tém lại nha anh ơi, người ta là con gái mà, khán giả cũng phải cạn lời với Ngô lỗi luôn. Một số bình luận khác của cộng đồng mạng: A Chuẩn à, cậu có thể dịu dàng hơn không rồi đừng cả trốn với Trường Ca của chúng tôi như vậy nữa. Hai người này mỗi lúc xuất hiện là chemistry lại tung tóe, mới ngày nào còn được Hồ Ca bồng bế mà nay đã đi bế người đẹp rồi, Ngô lỗi lớn thật rồi. Ngô lỗi trong phim ngầu quá trời nhưng mà dịu dàng với con gái nhà người ta hơn nha anh ơi. Quay trở lại với diễn biến chính của bộ phim, công chúa Lý Trường Ca địch lệ nhiệt ba vì muốn che giấu thân phận nên không dám kể với ai chuyện nàng là nữ cải trang nam. Dẫu vậy, trong một lần có ý định giúp Trường Ca nhổ mũi tên bị đâm trên ngực, A Sử Na Chuẩn, Ngô lỗi đã vô tình phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng. Từ đó về sau, A Sử Na Chuẩn luôn dành cho Trường Ca sự quan tâm vô cùng đặc biệt. Ở đoạn clip hé lộ tình tiết những tập tiếp theo, Trường Ca A Sử Na Chuẩn được fan làm khán giả hú hét về cảnh nắm tay đi trên phố. Vừa gặp lại nhau, A Sử Na Chuẩn đã vội vàng nắm tay Trường Ca rồi lôi đi. Dù thế nào đi chăng nữa thì Trường Ca vẫn là một vị cô nương nhiễu yếu đào tơ. Thế nên khi được anh chàng điển trai mà bản thân cũng có cảm tình nắm tay, Trường Ca dễ gì không mắc cỡ. Nhìn biểu hiện thẹn thùng của Trường Ca, khán giả cũng lờ mờ đoán ra được nàng đã rung động mất rồi. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc trong cảnh quay ngọt ngào, đó là A Sử Na Chuẩn Ngô lỗi hơi gầy, anh chàng ôm đến mức má lõm vào bên trong. Nếu như A Sử Na Chuẩn có thể béo thêm một chút nữa thì cảnh quay này nhất định sẽ hấp dẫn và đã mát hơn nhiều. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.